Tuyến tùng là gì? Tuyến tùng được coi là một trong những phần quan trọng nhất của hệ thống thần kinh của bạn. Nó đã bị bao phủ trong vòng bí ẩn, nhưng hiện đang có nhiều người tìm hiểu về hoạt động và chức năng của tuyến tùng. Chức năng chủ yếu của tuyến tùng là một anten tâm linh, đó con mắt thứ ba và cũng là cánh cửa đi vào thế giới tâm linh. Chính ở tuyến tùng này, các thông tin siêu vượt thế gian, thông tin liên chiều không gian được thu nhận và chuyển hóa thành các khái niệm có thể hiểu được đối với bộ não con người. Nói chính xác hơn, tuyến tùng là cổng nối giữa ý thức và siêu thức. Trong nhiều dòng tu tập tâm linh trên trái đất, kích hoạt tuyến tùng hay khai mở con mắt thứ ba luôn được coi là một cách quan trọng để đạt được cấp độ cao hơn của ý thức trong khi vẫn đang hiện diện trong một cơ thể vật lý. Khái niệm tuyến tùng là lối vào của linh hồn, là cửa ngõ tinh thần, diễn tả khá chính xác nhiệm vụ và chức năng chính của tuyến tùng. Để bước vào được thế giới tâm linh, bạn phải khai thông được cánh cửa tại tuyến tùng bằng cách thanh lọc và tái kích hoạt tuyến tùng. Làm sạch tuyến tùng và kích hoạt con mắt thứ ba của bạn là điều cần thiết cho những người có nhu cầu để phát triển khả năng ngoại cảm và tăng cường nhận thức đa chiều. Bằng cách đánh thức tuyến tùng của bạn sẽ đem lại khả năng đi du lịch có ý thức vào các chiều không gian khác, khám phá vào các dòng thời gian và thế trước tương lai. Vài phương pháp thanh lọc và kích hoạt tuyến tùng. Thay đổi trong chế độ ăn uống. Thực hành thanh lọc và loại bỏ chất vôi ở tuyến tùng của bạn. Các thực hành tâm linh như thiền định và cầu nguyện. Các phép luyện tập trong các dòng năng lượng cơ thể như Kundalini, năng lượng tình dục, yoga, hoàn tinh bổ não của đạo gia. Sử dụng thảo dược để thanh lọc và kích hoạt tuyến tùng. Sử dụng âm thanh và ánh sáng. Sử dụng một vài loại nhạc đặc biệt hoặc tĩnh tu trong phòng tối và các phương pháp khác nữa. Cụ thể từng phương pháp sẽ được trình bày trong thời gian tới. Tuyến tùng trong con mắt của bác sĩ. Tuyến tùng là một tuyến nội tiết nhỏ nằm trong não của động vật có xương sống, sản sinh các dẫn xuất serotonin, melatonin. Đó là một hormone ảnh hưởng tới chức năng thức ngủ của cơ thể. Hình dạng tuyến tùng như một hình nón thông nhỏ, vì thế tên của nó, tuyến tùng nằm gần trung tâm của não, giữa hai bán cầu, nằm trong một đường rãnh giữa hai đồi não. Tuyến tùng thường được nhìn thấy trong hộp sọ bằng X-quang vì nó thường bị vôi hóa. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng vôi hóa tuyến tùng liên quan đến sự tích lũy của chlorophyll. Sự tê liệt tuyến tùng là hậu quả của việc sử dụng nước máy và các đồ ăn có chất tẩy chlorophyll. Tăng trưởng của tuyến tùng. Tuyến tùng của con người là tăng kích thước cho đến 2 tuổi và giữ nguyên kích thước đó cho đến cuối đời, mặc dù trọng lượng của nó tăng dần từ tuổi dậy thì trở đi. Mức melatonin dồi dào ở trẻ em được cho là để ngăn chặn sự phát triển tình dục và các khối u tùng để liên hệ với dậy thì sớm. Khi đến tuổi dậy thì, sản xuất hormone melatonin giảm, vôi hóa của tuyến tùng là rất hay thường gặp ở người lớn, trẻ dưới 7 tuổi, tuyến tùng hầu như chưa bị vôi hóa. Tỷ lệ vôi hóa khác nhau theo từng quốc gia và có xu hướng tăng theo độ tuổi. Vôi hóa tuyến tùng và nguyên nhân. Vôi hóa nói chung là quá trình tích tụ của các thể phốt phát, canxi, calcium phosphate và các bộ phận khác nhau của cơ thể. Nó một quá trình thầm lặng gây ra chủ yếu là do vi khuẩn nano. Vi khuẩn nano là những vi sinh vật nhỏ bé có vỏ bao bọc bằng phosphate canxi. Vi khuẩn nano dùng vỏ bọc này để bảo vệ chung khỏi hệ thống miễn dịch của bạn. Những vi khuẩn nano có bọc canxi này đi theo máu tới não và tích tụ ở tuyến tùng của chúng ta. Cuối cùng là tuyến tùng bị vôi hóa. Điều đáng tiếc là tuyến tùng của hầu hết mọi người đều bị vôi hóa. Tuyến tùng của người trưởng thành giống như một cục canxi nằm ở giữa não bộ. Sự vôi hóa tuyến tùng này làm mù con mắt thứ ba của chúng ta. Điều đáng tiếc là tuyến tùng của hầu hết mọi người đều bị vôi hóa. Tuyến tùng của người trưởng thành giống như một cục canxi nằm ở giữa bộ não. Sự vôi hóa của tuyến tùng này làm mù con mắt thứ ba của chúng ta. Chế độ ăn uống mất cân bằng khủng khiếp và hệ thống thực phẩm kiểu Tây Phương
mà hầu hết mọi người đang cố noi theo và đang tàn phá sức khỏe và vôi hóa tuyến tùng của mỗi người thông qua đồ ăn, nước uống và phải vài phương tiện khác. Các vi khuẩn nano vôi hóa được chúng ta tự nguyện đưa vào cơ thể. Sự vôi hóa tuyến tùng là nguyên nhân chính ngăn cản chúng ta đi vào với thế giới tâm linh. Chúng ta đã im thầm đầu độc nhiều năm qua. Tuyến tùng đã bị vôi hóa. Vậy làm cách nào để thanh lọc tuyến tùng và bỏ vôi hóa, tái kích hoạt lại tuyến tùng? Một câu hỏi hóc búa đau đầu. Nhưng khi ta tìm được lời giải đáp thì phần thưởng rất lớn. Khai ngộ được ở đây hay không là ở đây. Thức tỉnh tâm linh là bắt đầu ở chỗ nào? Nào, chúng ta cùng nhau bước tới, tìm cách thanh lọc tuyến tùng, kích hoạt mắt trí huệ, khai mở tâm linh.